Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào bạn trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên có một bạn thắc mắc, mình nghĩ là rất là thú vị. Đấy là mình thắc mắc là Windows Phone là hãng lớn, sao lại không mua những ứng dụng của Google nhỉ? Hay là Google không bán? Thế thì có bạn comment đấy là Google mà tiếp tay cho Windows Phone thì Android của Google chết trước. Rồi, rất là thú vị. Thế thì cá nhân mình nghĩ là như này. Nếu mà Google mà tiếp tay cho Windows Phone chẳng hạn, bán các dịch vụ của Google chẳng hạn, thì họ vẫn thu được tiền mà, chứ không đâu phải là không thu được tiền đâu. Và giả sử như Windows Phone có ứng dụng YouTube đi, thì họ cũng kiếm được rất rất nhiều tiền quảng cáo từ YouTube cơ mà, chứ không phải là không đâu nhé. Đấy, vấn đề nó là như vậy. Nguyên các cái dịch vụ của Google thôi, mình nghĩ đã là cái thứ rất là quan trọng rồi. Và điển hình là họ vẫn cứ chia sẻ cho hệ điều hành iOS ấy chứ, chứ đâu phải là không. Thế thì mình nghĩ là ở đây mình có tìm hiểu ở bên nước ngoài, họ phân tích rất là kỹ về cái điều này. Đấy là do cái nguyên nhân đầu tiên nhé, nó là việc là Microsoft quá coi thường Google ở thời điểm đấy. Cái thời điểm năm 2012, các bạn biết được là thời điểm đấy thì Google cũng đã mạnh rồi nhưng mà chưa quá mạnh như bây giờ. Và cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà Microsoft quá mạnh luôn. Các bạn sẽ nhìn thấy là hệ điều hành Windows ở trên PC hay là laptop là cực cực kỳ mạnh. Và rõ ràng là Microsoft cũng nghĩ rằng là Windows Phone kể cả không có các dịch vụ của Google thì cũng sẽ vẫn mạnh như thế. Đấy. Cho nên là Microsoft đã không mấy quan tâm đến việc Google rút cái bộ công cụ ứng dụng Google khỏi Windows Phone. Đấy. Và lúc đó thì Windows Phone họ nghĩ cũng rất là đơn giản thôi. Đấy là nếu mà không có cái bộ công cụ ứng dụng của Google thì họ sẽ tìm những cái phương pháp để thay thế. Ví dụ như không có Google Maps thì sẽ có Here Maps. Thời điểm đầu thực sự là mình thấy là cái Here Maps ấy, nó còn có một số những cái tính năng mà cá nhân mình đánh giá là nhỉnh hơn Google Maps đấy nhá. Ví dụ như là những tính năng ngày xưa là nó còn theo dõi được cả cái tốc độ giới hạn của con đường này, rồi là khi mà mình đang đi ở trên xe, cái tốc độ xe chạy bây giờ đang là bao nhiêu. Đấy, ngày xưa là mình đi xe khách là mình biết được luôn. Cái Here Maps nó có cái đấy rất là hay. Nhưng mà sau này thì chắc chắn là Google Maps là họ hơn hẳn rồi. Đấy. Và đặc biệt là cái bản đồ Here Maps thời đó nhá, là nó còn có cả bản đồ offline nữa. Google Maps hồi đấy là chưa có đâu nhá, mãi sau này Google Maps mới có. Rồi còn gì nữa, họ sử dụng những ứng dụng của bên thứ ba để mà thay thế cho YouTube, nhưng thực sự là vô cùng tệ. Sử dụng những cái ứng dụng của bên thứ ba để mà add mail vào đấy, còn trong đó chúng ta có thể add cả Gmail vào đấy, nhưng nó cũng vô cùng tệ. Đấy, không có YouTube, không có Gmail, không có Google Maps. Và trước đấy thì các bạn sẽ thấy là những cái bộ Office, ví dụ như là Word này, Excel này, PowerPoint rất là mạnh. Nhưng nhá, sau này thì các bạn sẽ thấy là, ví dụ như bản thân mình đi, hiện tại là mình đang dùng Google Doc, nghĩa là Google tài liệu đấy, để mà mình soạn kịch bản chứ không dùng Word Excel nữa. Hay như là mình dùng gửi cho các cái đối tác về bảng thống kê video chẳng hạn, hay thanh toán tiền cái thứ chẳng hạn. Đấy, nên chia sẻ thẳng thắn, không có điểm gì phải giấu giếm cả. Thì mình sẽ sử dụng Google Trang tính, Google Sheet ấy. Rồi làm những cái biểu mẫu ấy, trình chiếu mình có thể dùng Google biểu mẫu. Ngày xưa ấy thì đúng là cái điều này nó không quan trọng, nhưng bây giờ thực sự là nó sẽ rất là quan trọng rồi. Nên là mình thấy là cái việc không có các dịch vụ Google nó là cái yếu tố rất lớn khiến cho Windows Phone trở nên như vậy. Và nếu bạn để ý thì cái giao diện của Windows Phone nó rất là giống với cả Windows 8 nhé. Windows 8 trên PC và laptop ấy. Và Windows 8 nó cũng là một hệ điều hành nó không mấy thành công của Microsoft. Và có một cái vấn đề nữa, đấy là bản thân Windows Phone ấy, nó đã không có nhiều ứng dụng như là Android hay là iOS rồi, mà nó lại còn phải chia sẻ cho nhiều hãng khác nhau, chứ không phải là mỗi thằng Nokia độc quyền đâu nhá. Mà Samsung cũng có một ít ở trong Windows Phone này, ông HTC cũng có một ít ở trong Windows Phone này. Nên là chính vì cái điểm đấy, bản thân Windows Phone đã không mạnh rồi mà lại còn chia sẻ những thằng khác nữa, nên chính cái ông Nokia ấy, ông cũng không còn mặn mà với cả Windows Phone nữa. Bản thân là sau đó là Nokia, nếu mình nhớ không lầm, là họ ra mắt những cái kiểu như là Nokia X xong rồi chạy Android cái thứ đấy, nhưng mà cấu hình thì vô cùng tệ, bởi vì những cái cấu hình đó chỉ chạy được Windows Phone thôi, nó mới mượt, chứ chạy Android nó lag và giật tung tóe lên luôn. Nên đấy lại là cái thất bại nữa. Và cái thất bại này nó giống như kiểu là cái hiệu ứng cộng hưởng với nhau ấy. Đấy, Nokia và Windows Phone cùng dắt tay nhau đi xuống vực. Đấy thì cái đấy là cái mà mình cảm thấy. Còn mình cũng nói luôn, đấy là trước đấy nhá, là mình đã dùng Windows Phone trong 3 năm trời liền. Trời ơi, mình chịu được thế, hơi siêu luôn đấy. Bởi vì lúc đấy là từ điện thoại cục gạch chuyển lên mà, nên cảm thấy rất là bình thường. Chứ còn sau này mà bây giờ mà bảo mình quay trở lại thì thôi chịu luôn. Đấy. Và BlackBerry OS thì nó cũng không khác gì như thế.
Nó khác hơn tí là được cài file APK nhưng sử dụng rất lác và giật. Rồi, và trước khi bước vào câu hỏi tiếp theo thì tất nhiên nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua những cái điện thoại vừa bảo mật tốt như Windows Phone, vừa mượt mà như Windows Phone và lại có ứng dụng cực cực kỳ nhiều, thậm chí là tối ưu còn tốt hơn cả Android cơ. Tất nhiên giá tiền nó sẽ phải cao rồi. Các bạn có thể tham khảo qua iPhone 15 series tại ClickBuy, đặc biệt là khi iPhone 16 ra mắt, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max dừng sản xuất thì đây sẽ là thời điểm mà mình nghĩ là gần như là cuối cùng trong khoảng vài ba tháng nữa để chúng ta có thể mua iPhone 15 Pro và 15 Pro Max hàng mới tinh nhá. ClickBuy, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. iPhone 15 series hàng chính hãng, nơi nào rẻ hơn, hoàn tiền, bảo hành cả rơi vỡ và vào nước. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là mua iPad mini 6 với cả iPhone 11 hay là iPhone 14 Plus? Em đang làm social marketing, media marketing ạ. Rồi, thế thì cũng cái nghề này nó cũng khá là giống, một phần nào đấy giống cái nghề của mình. Thì nói thật với cả các bạn nhé, bạn sẽ cân nhắc thật kỹ xem bạn có thực sự cần iPad hay không. Đấy. Nếu mà thực sự cần thì lúc đấy mới mua. Chứ còn đừng có rơi vào cái trạng thái của mình, đấy là mình cứ nghĩ rằng là có những cái mà mình cần nhưng mà đôi khi mình lại không cần nó. Ví dụ nhá, ngày trước ý, lúc mà chưa có iPad ý, ui dồi, thích mua iPad lắm, mua về xong rồi vứt xó chả dùng. Thế xong ngày xưa ủa thích, thấy máy ảnh cơ chụp ảnh đẹp lắm, đấy, cũng phải đi mua cơ, nhưng cuối cùng đi du lịch toàn lấy điện thoại ra chụp để up lên luôn lên mạng xã hội cho nó nhanh. Đấy, và điện thoại bây giờ thì chụp ảnh nói chung cũng khá tốt rồi. Tất nhiên máy ảnh thì chụp ảnh điện thoại so với máy ảnh thì vẫn có phải gọi máy ảnh bằng cũ, nhưng mà vấn đề ở đây là gì, đấy là áp mạng lên mạng xã hội chỉ cần như thế là đủ dùng rồi. Nên thành ra là mình thấy là có mấy cái mình mua về nó rất là thừa thãi, nên là bây giờ mình suy nghĩ là mình sẽ mua những cái mà mình cần chứ không mua những cái mà mình thích. Và theo mình, trường hợp này bạn chỉ cần mua một cái iPhone 14 Plus là hợp lý rồi. Đấy là khuyên thật lòng đấy, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là em chào anh ạ, theo anh thì khoảng 5 đến 6 triệu thì có những sản phẩm tầm trung của Samsung và Oppo không ạ? Nhu cầu của em là chụp ảnh nhiều, có quay video, chơi PUBG và không bị chậm thông báo. Thế thì với Samsung, ở trong cái tầm giá này mình thấy là sẽ có con Samsung Galaxy M34. Con này là pin 6000, rồi tất cả những thứ khác của nó mình đánh giá là đều hợp lý. Chụp ảnh ok, quay video được, chơi PUBG được, không bị chặn thông báo. Oppo thì thực ra là mình không ưu tiên mua điện thoại Oppo trong tầm giá khoảng 5 đến 6 triệu. Oppo thì ít nhất cũng phải gọi là cái tầm cận cao cấp trở lên ý, thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Còn nếu mà bạn vẫn thích điện thoại mà có hệ điều hành nó rất là giống Oppo thì mình nghĩ là phải nghĩ sang hàng sách tay, ví dụ như là Realme chẳng hạn. Đấy, Realme thì GT Neo 5 SE này, hay là cố lên tí thì sẽ có Neo 6 SE. Tất nhiên chúng ta sẽ phải lăn tăn về vấn đề sim sóng của nó nữa. Đấy. Nên là mình nghĩ là nếu mà muốn có một cái đúng cái nhu cầu này các bạn ấy, thì mình nghĩ là một con Galaxy M34 cũng đã là hợp lý rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là anh Dương ơi, em định mua Xiaomi 14 nhưng mà thấy Xiaomi 14 Pro có nhiều điểm hơn. Theo anh thì có nên cố lên 14 Pro hay không? Xiaomi 14 Pro hay không ạ? Thực ra là cá nhân mình thấy là những cái điểm hơn liệu bạn có cần hay không nhé. Ví dụ này, bạn có cần một cái màn hình lớn hơn hay không này, rồi là độ phân giải cao hơn hay không này. Thực ra là độ phân giải 2K với màn hình lớn và độ phân giải 1.5K với màn hình bé thì cái mật độ điểm ảnh nó chênh lệch nhau nó không quá nhiều. Đấy. Tiếp tục nữa là hiệu năng của hai con này thì cũng khá là giống nhau rồi. Có chăng là con Xiaomi 14 Pro kia thì cái RAM tối thiểu của nó hơn, nó là RAM 12GB thay vì RAM 8GB. Đấy, camera thì cũng nói chung cũng tương đối là tương đồng với nhau. Có chăng là con Xiaomi 14 Pro thì nó thay đổi được cái khẩu độ mở của camera chính, nhưng còn những camera phụ khác rồi là camera selfie các thứ cũng rất là giống nhau. Còn cái pin thì pin với sạc thì nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn nhưng mà không nhiều đâu. Pin 4600 sạc 90W của con Xiaomi 14 gánh màn hình bé hơn thì nó cũng xem là pin 4880 sạc 120W với cái màn hình lớn hơn của Xiaomi 14 Pro. Nên là cá nhân mình nhá, đây nói thật này, cá nhân mình sẽ ưu tiên mua Xiaomi 14 để cho nó tiết kiệm hơn. Đấy thì đấy là cái quan điểm của mình. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có bạn hỏi là anh Dê cho em hỏi, tài chính dưới 5 triệu thì nên lựa chọn Galaxy S21 5G này, Redmi Note 13 Pro 5G hay Redmi Note 12 Turbo? Thì đầu tiên ý, là Samsung S21 5G, gọi là Samsung Galaxy S21 ý, mình sẽ không ưu tiên đâu, bởi vì thứ nhất là quá cũ rồi, thứ hai là con chip của nó rất là nóng, và thứ ba nữa là cái xác suất lỗi màn hình của nó cực kỳ cao, nên là mình sẽ không ưu tiên. Nếu mà mình tư vấn cho bạn mua con đó thì cái rủi ro bạn mua nó sẽ rất là lớn. Còn trong cái trường hợp mà bạn mua Redmi Note 13 Pro hay là Redmi Note 12 Turbo ý, thì bạn sẽ cân nhắc xem là bạn có cần hiệu năng hay không. Nếu bạn cần hiệu năng thì sao là Redmi Note 12 Turbo. Còn nếu bạn cần một cái điện thoại mà nó đồng đều và nhiều yếu tố hơn thì bạn sẽ mua Redmi Note 13 Pro 5G. Thực ra là cá nhân mình thì sẽ ưu tiên về hướng đồng đều hơn.
đấy là Redmi Note 3 Pro 5G nha bạn nhé. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.